xé tan màn đêm châu Âu. Ta đi ô tô xuyên qua các nước Séc, Ba Lan, Đan Mạch, châu Âu. Đi đến đâu ánh sáng phủ khắp vùng, xé tan màn nghiệp chướng châu Âu. Bước chân ta dậm chân đến đâu là ánh sáng phủ dày nơi đó. Không phải ta ban ánh sáng châu Âu, Thượng Đế Cha xuyên qua ta ban ánh sáng nhiệm màu. Ta đi khắp trời Âu tìm người hữu duyên, ban chánh pháp nhiệm màu vô thượng. Hóa thân ta đi đến từng nhà, nay tỉnh những người con đang ngủ. Ta chẳng màng lãnh nghiệp chướng nhân sinh, vì tình thương ta đành cam chịu. Tháp đốn ngộ tẩy nghiệp chướng vô minh, trao linh hồn tinh khiết cho Thượng Đế. Ta cất công đi tìm khắp chốn, bốn phương trời tìm người hữu duyên. Ta thương các con đang mê đắm hồng trần, chưa dứt được nên ta đành nhẫn nại. Các con ơi, về thôi, về thôi, ta đã xuống đây rồi, và ta đã đến đây rồi. Dìu các con trở về nguồn cội. Pháp đốn ngộ ngàn năm mới có, các con hãy về thôi, về thôi, về nguồn cội nơi ta hằng chờ đợi. Đi lâu rồi các con có nhớ không, đi lâu rồi các con còn nhớ không, đi lâu rồi các con còn nhớ ta. Ta chẳng là ma cũng chẳng là Phật, ta là Thượng Đế Cha xuống thế độ sanh. Các con ơi, mau mau thức tỉnh, Cha đưa các con về nguồn cội cao thâm. Các con hãy theo ta ra biển, ao tù nước đọng không thông được ra biển. Ta nối lại đường dây câu thông, thông ra biển, hiện đời giải thoát. Ta xuống thế độ sanh qua bao đời kiếp, làm minh sư hoằng pháp độ sanh. Đức Chúa Đức Phật cũng là ta đấy, các con đừng tưởng vậy là hai. Ở Đức Chúa ta dạy đức tin, còn Đức Phật ta dạy chân lý. Chân lý thiếu đức tin là bí, đức tin không chân lý tu mù. Các con đừng tưởng ta dạy sai, ta dạy đúng nhưng mấy ai hiểu được. Ta dạy sai là vài người điếc, mù và câm thêm nếm thêm vào. Nên các con đi trong rừng rậm, niệm kinh mà chẳng hiểu nghĩa kinh, nên tu hoài không ai khai ngộ. Ta xuống thế để tìm các con, các con đừng chấp vào kinh điển. Rồi mai đây ta giảng lại nghĩa kinh, làm sống lại chân lý thượng thừa. Ta sẽ chỉ cho các con
tánh thấy, tánh biết và tánh nghe luôn luôn trường tồn. Còn tâm trí có đến rồi đi, đâu phải con mà đau khổ với nó. Các con ơi, ta thương các con, tình thương của biển mấy con nào hiểu được. Các con nên nghe lại ta giảng, pháp nhiệm màu có 102. Nhan đề bài thơ là Thượng Đế Xa, xuống thế độ xanh.